Rồi, xin chào anh em, đây là cái điện thoại Galaxy A71, một cái điện thoại giá nó trên dưới 10 triệu. Thì ở đây nó có 4 cái camera, một cái camera góc rộng 120 độ, góc rộng 79 độ, một cái ống kính chụp macro cận cảnh và một cái camera để đo khoảng cách khi mà chúng ta chụp chân dung. Thì ngoài ra ở bên phần mềm chúng ta còn có thêm một cái tính năng là chụp ở mà cái chế độ 64M là một cái bức ảnh chất lượng rất là cao. Và ngoài ra là nhiều cái tính năng khác nữa. Thì mình chia sẻ cho anh em một số cái lưu ý nhỏ thôi, nhưng anh em chú ý một chút, anh em sẽ có những bức hình nó tuyệt đẹp. Rồi anh em thấy là ngày hôm nay là cái điện thoại người ta tích hợp rất là nhiều cái camera như thế này. Một cụm camera như cái A71 này chúng ta thấy là có 4 cái camera, một cái flash đây. Thì từ trên xuống dưới chúng ta thấy đây là cái ống kính đo khoảng cách để chúng ta chụp mà chân dung, giúp cho chúng ta xóa mờ cái hậu cảnh. Đây là cái ống kính chúng ta chụp mà ở chế độ wide 79 độ và đây là super wide 120 độ. Còn đây là cái camera chụp macro, chụp cận cảnh, phóng có cái tính chất phóng đại cái chủ thể khi chúng ta cần cái chi tiết cao hơn. Đó là 4 cái camera. Thì cái A71 này nó không có cái ống kính tele như là các cái điện thoại khác. Như vậy thì chúng ta khai thác các cái ống kính này như thế nào để cho nó hiệu quả và chúng ta có những cái bức ảnh ưng ý. Rồi, thứ nhất là cái khởi động camera nhanh. Bình thường thì chúng ta sẽ mở máy lên rồi chúng ta kích hoạt cái camera. Đó. Thì bây giờ ở trên Galaxy và cách riêng là cái A71 này cũng vậy, chúng ta bấm đúc cái nút này thôi là nó lên camera nhanh để chúng ta ghi kịp cái khoảnh khắc chúng ta muốn, là cái thứ nhất. Thứ hai về cái khả năng chụp hình, anh em thấy nhìn trên màn hình này, nó có một cái tính năng gọi là nhận diện các cái chủ đề thể loại hình ảnh. Ở đây anh em thấy có cái nút bông hoa ở đây thì nó sẽ nhận diện đây là ảnh cận cảnh hay là phong cảnh hay là chụp con người hay là chụp con vật hay là cục đá hay là bánh trái đồ ăn. Thì khi mà nó nhận diện ra một cái loại ảnh nào thì lúc đó thuật toán nó sẽ tính toán phù hợp với cái loại ảnh đó để cho tối ưu về màu sắc cũng như độ sắc nét này kia thứ đẹp hơn. Thứ hai là ngay trên cái màn hình chúng ta thấy nó có gợi ý về đó, cái vòng tròn đậm và một cái vòng tròn cắt như thế này, chúng ta đưa vào trong cho nó khớp với nhau. Đó thì nó vàng vàng nó sáng lên. Thì cái chỗ này á, là nó gợi ý chúng ta là khi trùng lên vậy thì là cái khung ảnh đẹp nhất so với cái tính toán của thuật toán. Thì tùy theo mỗi tình huống chúng ta có thể tận dụng cái thuật toán này chúng ta khỏe hơn để mà chúng ta tập trung vào trong cái chuyện đi tìm chủ đề chụp nhiều hơn là lăng tăng về các cái kỹ thuật khác. Ok. Rồi thứ ba là ở bên trên này chúng ta thấy có cái biểu tượng 4 khổ phim là 43, đây chúng ta bấm vào thì anh em thấy là có nhiều cái khổ phim khác nhau, khổ hình khác nhau. Đó, 11 là hình vuông, 16:9 hay là 43. Thì ở dưới này nó có thêm cái 43H, có nghĩa là ở một cái chế độ chụp mà độ phân giải 64M để chúng ta có một cái bức ảnh nhiều thông tin ảnh hơn, chất lượng hơn, chúng ta sử dụng để phục vụ cho những cái nhu cầu phức tạp như là in ấn này kia thì chúng ta chọn qua đây. Đó. Nhiều người không có biết cái này hoặc là không để ý khi mà chúng ta cần những cái bức ảnh cần độ phân giải cao hơn thì chúng ta chọn qua đây. Đó. Nhưng mà anh em lưu ý là khi chúng ta chọn ở chế độ chụp 64M này á thì nó mất đi, không còn có thể zoom hay là tele hay là gì, nó chỉ là fix một cái tiêu cự như thế này thôi. Rồi có một cái nút nữa ở trên này, chúng ta thấy cái biểu tượng hình vuông mà có một cái mũi tên bằng vàng đây, thì đây chính là cái motion photo, có nghĩa là khi chúng ta chụp bức hình mà chúng ta kích hoạt nó thì nó sẽ lưu cái ảnh động, ví dụ như đây mình chụp đó, thì khi mà ra cái hình á, nó sẽ lưu trước đó một cái giống như là live photo vậy đó, nó sẽ có cái hình chuyển động để chúng ta chọn cái khoảnh khắc nó đẹp hơn khi mà chúng ta kích hoạt cái chế độ này. Okay. Tiếp theo một cái lưu ý là ở đây chúng ta có hai camera chính, camera góc rộng 120 độ và camera tele ở đây là 79 độ. Thì anh em nhớ là cái góc rộng này, ngoài cái việc chúng ta chụp một cái cảnh nó rộng hơn rồi ở một vài tình huống chúng ta không lùi được, chúng ta phải đứng ở đó chụp một cái cảnh nào đó mà không lùi lại để lấy rộng hơn được thì chúng ta mở cái camera góc rộng này ra, dĩ nhiên là như vậy. Nhưng mà anh em lưu ý là khi chúng ta chụp bằng cái góc rộng thì cái nào nó ở gần cái camera nó sẽ phình to ra và càng ở xa camera thì nó càng bé lại theo cái
hiệu ứng về mặt tiêu cự là gần to xa nhỏ, thì dễ bị làm méo là các cái đối tượng mà nó ở gần camera. Thành ra là chúng ta tránh chụp những cái vật thể hình tròn như là mặt người hay là những cái cục gì đó mà nó hình tròn, hay là những cái hình dạng khối kiểu tròn, thì nó dễ bị méo lệch ở các cái vùng rìa, những cái mà gần vùng rìa thì nó bị méo đi, chúng ta né trốn. Ví dụ như đây anh em thấy bông hoa, thay vì nó đẹp như là vuông góc như thế này thì chúng ta để lệch qua góc rộng thì nó sẽ bị xé ra ở các cái góc đó, thì chúng ta lưu ý cái đó để sử dụng cái ống kính camera này nó hiệu quả. Rồi. Anh em thấy là giao diện công cụ ở trên cái A71 này á, bắt đầu nó đơn giản hóa lên, không có nhìn rối mắt nữa. Thành ra là chúng ta phải vào cái chữ More đây, những cái phụ thêm về tính năng. Thì họ giấu ở trong này rất là nhiều cái tính năng chụp, giống như là chụp buổi tối, chụp đêm. Thì đây chính là cái tính năng mà thuật toán dùng chụp nhiều tấm, và họ mượt các cái tấm ảnh đó lại rất là nhanh, để mà cái bức ảnh chúng ta chụp ban đêm nó được sáng rõ như là chúng ta chụp đủ sáng vậy. Thì cái tính năng này chụp ban đêm mình dùng rất là nhiều, anh em cố gắng tận dụng cái tính năng này. Rồi có một cái ống kính nữa là ống kính macro, thì Samsung họ làm riêng một cái ống kính macro vật lý chứ không phải là dùng thuật toán. Thì chúng ta khi mà chụp macro thì chúng ta kích hoạt cái tính năng đó. Đây nó nằm ở trong này. Đấy, macro đây. Thì riêng cái ống kính macro này thì không có lấy nét chạm ở trên này được nữa, mà chúng ta sẽ dịch chuyển cái camera tới lui để khi nào chúng ta cảm thấy là độ sắc nét nó ưng ý rồi. Ví dụ bông hoa đây, mình muốn chụp cái nụ, cái nhụy gì đó chẳng hạn, chúng ta dịch đó. Càng gần thì là cái khoảng cách nét từ 3cm đến 5cm thôi, thì chúng ta dịch làm sao đó để có một cái bố cục ưng ý và chúng ta bấm nút chụp thôi. Ví dụ vậy. Đó, đây. Ok. Đó. Rồi. Rồi anh em xem một số cái bức hình của mình chụp. Ngoài cái việc mà chúng ta canh khung, sử dụng camera rộng hay hẹp hay là macro, thì một cái để cho bức ảnh của anh em nó ấn tượng hơn đó là ánh sáng. Thì khi mà chúng ta thường mình chụp, mình thích chụp ánh sáng mà nó xin xin hay nó ngược, nó chiếu lệch qua cái đối tượng chụp, thì nó tạo cho cái ảnh nó có chiều sâu hơn, tạo ấn tượng hơn khi mà chúng ta chụp cái ánh sáng xin hay là ánh sáng ngược với cái chủ thể, nó nổi bật. Ví dụ như những cái tấm hình mà mạng nhện đây, bình thường chúng ta nhìn bằng mắt thì thấy nó cũng bình thường thôi, nhưng mà khi ánh sáng xuyên ngược qua ánh sáng mặt trời thì là chúng ta thấy các cái hạt sương nó nổi bật lên, nó nhìn nó trong treo hơn, trong trẻo hơn, hoặc là nó nhìn nó nổi khối hơn và nó nhìn nó đẹp hơn. Đó, thì anh em để ý là chúng ta xoay chọn cái góc như thế nào đó để có cái ánh sáng nó phù hợp và chúng ta nhìn thấy nó đẹp. Đấy, như ở đây chúng ta thấy là ánh sáng nó lì này ha. Rồi chúng ta trả tiền cho Samsung rất là nhiều để có những cái tính năng này. Đây là tính năng Live Focus này, nhiều người còn hỏi mình ủa xóa phông nền ở đâu. Thì đây là bông hoa thôi, nhưng mà anh em xem bức hình mà mình demo đây thì nó chụp với cái tính năng này, chúng ta có thể xóa mờ hậu cảnh, mềm mại tùy theo mức độ chúng ta kéo để mà tăng giảm cái độ mờ nhòe đằng sau đó bằng thuật toán nó như thế nào tùy ý. Đó, cái tính năng Live Focus này. Ở đây thì chỉ có Live Focus của chụp hình thôi, còn quay video thì chúng ta phải bỏ tiền ra mua một cái điện thoại flagship khác. Rồi một cái điểm tiếp theo khi mà anh em dùng cái điện thoại A71 này để quay video, đây chế độ quay video thì cũng có góc rộng và góc hẹp đấy, đó. Nhưng mà cái A71 này rất là hay, nó có cái tính năng chống rung ở đây, anh em chấm vào nó super steady on thì chúng ta mở lên. Thì khi mà chúng ta cầm cái điện thoại A71 này để chúng ta đi trên xe hay là chúng ta di chuyển mà quay video thì cái khả năng chống rung của A71 này nó cực kỳ là khủng khiếp. Mình cảm thấy là ngồi trên xe chạy nhưng mà video nó giống như là đứng im á, nó không có bị rung lắc. Đó, như anh em xem cái demo video mà mình ở trên xe mình cầm mình quay, vừa chạy vừa quay, anh em thấy không? Cái khả năng chống rung rất là ok. Chúng ta tận dụng cái tính năng đó là ở đây, chúng ta bấm vào kích hoạt. Đó. Rồi, hình chụp đẹp rồi, video quay đẹp rồi. Bây giờ chúng ta muốn hiển thị trên cái màn hình A71 này mà chúng ta nhìn cho nó tươi đẹp ha, chúng ta phải hưởng thụ nó trên đường đi quay phim và chụp hình. Thì chúng ta vào setting. Cái này thì đây display. Chúng ta vào đây. Đó. Chuyển qua cái chế độ nhìn cho ảnh nó tươi vui hơn ha. Cắt cái chỗ này nha ha. Đây. Đó. Rich mode chúng ta bình thường là mặc định của nó là nature,
thì chúng ta xem nó bình thường thôi, chúng ta chuyển qua Vivid để nhìn nó tươi hơn. Thậm chí là chúng ta có thể chỉnh qua cái kiểu giống như là cái tông màu nóng lạnh gì đó, để chúng ta tùy theo cảm xúc, lúc đó buồn quá, lạnh lẽo quá chuyển qua tông lạnh chẳng hạn, hay là tông ấm chẳng hạn, để chúng ta nhìn cái ảnh của mình trên cái màn hình điện thoại này đó. Nếu mà lo lắng về cái pin trên một cái hành trình vừa quay phim vừa chụp hình mà sợ nó nhanh hết, chuyển qua chế độ dark mode đây, để cho cái độ sáng màn hình nó tối đi đó, nó ít hao pin hơn, chúng ta sẽ sử dụng được nó nhiều hơn, lâu hơn đó, những cái lưu ý như vậy. Ok, đó thì anh em thấy là cái điện thoại Galaxy A71 này trên dưới 10 triệu gì đấy, nó có rất là nhiều cái tính năng, có nhiều ống kính, đa dạng cái thể loại để chúng ta chụp hình, và chúng ta chỉ cần lưu ý những cái điều mình chia sẻ để chúng ta khai thác được tất cả những cái mà nó đã cho phép chúng ta chụp. Chúng ta đã trả tiền cho nó rồi, mình đã đi chơi một buổi sáng từ chụp sương cho đến phong cảnh bình minh các kiểu, anh em thấy là cảm thấy cầm một cái điện thoại đi thì chúng ta chụp được nhiều hơn, nó kích thích chúng ta chụp nhiều hơn trên đường chúng ta đi chơi hay là công việc đấy, và chúng ta cảm thấy cuộc sống nó vui vẻ hơn. Cảm ơn anh em.